ngày đầu tiên ở Tokyo. Bây giờ cả nhà đang chờ để chuẩn bị đi chơi. Hôm nay theo lịch thì là cả nhà tớ sẽ đi cung vua và điện vua, nhưng mà nói chung là cũng chưa biết. Mọi người sẽ update mọi người ở Tokyo. Hôm nay trời rất là mát, kiểu mặc quần cộc tay xong rồi quần đùi vậy, không bị quá nóng nhưng mà cũng không bị quá lạnh. Thế nên là trời rất ok. Trời khá hơi âm u một chút tại vì là không còn nắng ấy, nhưng mà chắc sẽ là ổn. Thế thôi, hôm nay thì khoe cho mọi người một tí là tớ mới dùng bảng của Morphe, ba màu ở trên bảng Morphe. Đẹp quá, chị tớ mang về tớ bao kiểu sướng hay là sướng. Thôi, tớ sẽ update cho mọi người tiếp nhé.
So